làm sao để mà các bạn có thể là tập đúng chuẩn khi mới bắt đầu tập luyện. Có rất là nhiều bạn á, các bạn mong muốn rằng là khi mà mới bắt đầu tập luyện á thì các bạn tập đúng luôn. Các bạn nghĩ rằng là khi mà các bạn tập sai thì các bạn sẽ xảy ra chấn thương này nọ, nhưng thực ra mình nói với các bạn một điều như thế này, đó là các bạn sẽ sai thôi. Bởi vì sao? Nó cũng giống như cái việc mà ngày xưa chúng ta đi học á, cái môn mà dễ sai nhất đó chính là môn viết chính tả. Mặc dù là chúng ta có thể là cố gắng rất là nhiều và cô giáo nha đứng cạnh chúng ta bày vẽ chi tiết chúng ta để mà các bạn có thể là viết đúng, thì chúng ta vẫn viết sai. Và cái quá trình mà chúng ta bị sai chính tả này chuyển từ sai thành đúng khi nào? Đó là khi mà chúng ta luyện tập viết nhiều, đúng không? Và viết trong một cái khoảng thời gian dài 2-3 năm thì chúng ta mới có thể là chuyển từ sai chính tả thành đúng chính tả được. Bây giờ chúng ta có thể là đọc một bài báo một cách văn vất, chúng ta có thể là viết một bài văn 1000 chữ mà thậm chí là không sai một cái lỗi nào. Nhưng quay lại cái ngày xưa thì chúng ta có thể là sai tè lè ra. Quay lại cái vấn đề mà chúng ta tập luyện, nó cũng như thế thôi. Khi mà các bạn mới bắt đầu tập luyện á, thì dù các bạn có cố gắng nỗ lực cỡ nào đi chăng nữa, hoặc là các bạn có thể là có một cái người PT, có nghĩa là cái người personal training ấy, là cái người đứng hướng dẫn cho các bạn tập luyện á, dù người ta có cố gắng nỗ lực mà chỉ vẽ cho các bạn một cách tận tình như thế nào đi chăng nữa, thì các bạn cũng sẽ tập sai thôi. Và cái quá trình á, mà các bạn chuyển từ tập sai thành tập đúng là cái quá trình mà các bạn luyện tập nhiều. Chúng ta luyện tập nhiều trong một cái khoảng thời gian dài thì cái quá trình này nó sẽ chuyển từ sai thành đúng mà thôi. Còn nếu mà ai mà nói với các bạn rằng là họ mới bắt đầu tập luyện mà họ tập đúng liền á, thì mình chắc chắn một điều như thế này, đó là cái người đó chưa bao giờ tập luyện. Bởi vì á, chỉ có những người mà chưa bao giờ tập luyện á thì họ mới không sai thôi. Còn nếu mà họ đã tập luyện thì chắc chắn họ sẽ có sai. Nhưng khi mà chúng ta sai á, thì các bạn nhớ cho mình hai điều sau đây. Thứ nhất á, là các bạn khi mới bắt đầu tập luyện thì các bạn tập nhẹ và vừa sức thôi. Bởi vì sao? Khi mà các bạn tập nhẹ và vừa sức á, thì dù các bạn tập sai cũng không thể xảy ra chấn thương, hoặc là chấn thương thì nó cũng rất là nhanh hồi phục. Thứ hai, đó là khi mà các bạn tập nhẹ và vừa sức, mặc dù là cái hiệu quả của bài tập nó không bằng cái hiệu quả khi mà các bạn tập đúng, nhưng nó vẫn có hiệu quả. Các bạn nhớ nha, các bạn tập sai thì các bạn vẫn có hiệu quả. Và với một cái người mới bắt đầu tập luyện thì có hiệu quả là được rồi. Cái điều thứ hai, đó là khi mà các bạn mới bắt đầu tập luyện á, thì các bạn cần phải quan sát học hỏi những người xung quanh để các bạn có thể là chuyển từ sai thành đúng. Thì đây là hai điều cực kỳ then chốt để giúp cho các bạn là có thể là chuyển từ sai thành đúng trong cái quá trình mà các bạn luyện tập. Nhân đây á, thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình để giúp cho các bạn là tiết kiệm thời gian để mà các bạn có thể là luyện tập hiệu quả. Thứ hai, đó là các bạn có thể là rút ngắn thời gian để mà các bạn có thể là tập đúng. Đó là khi mà các bạn luyện tập á, thì các bạn để ý một cái điều như thế này, đó là trong bất kỳ một cái bộ môn tập luyện nào, mình ví dụ đi, các bạn có thể là đến phòng gym, các bạn có thể là tập tại nhà, hay là các bạn có thể là tập các bài tập cardio để giúp cho các bạn là giảm mỡ, thì trong tất cả các bộ môn mà các bạn lựa chọn á, thì nó sẽ có khoảng tầm 10 bài tập căn bản. Thì chỉ cần các bạn luyện tập đủ 10 bài tập căn bản đó là các bạn có thể là cân cả bản đồ rồi. Mình ví dụ đi, khi mà các bạn đến phòng gym á, phòng gym nó rất là nhiều bài tập khác nhau nha, nhưng các bạn chỉ cần tập 10 bài căn bản thôi là các bạn có thể là tập gym một cách gọi là tương đối thoải mái, cứ tương đối là các bạn có thể là hơn rất là nhiều người rồi. Cuối cùng, đó là để mà các bạn có thể là tập luyện hiệu quả hơn, cũng như là giảm mỡ, tăng cơ, tăng cân, thì các bạn có thể là đến với sản phẩm Macfit và soy protein của mình. Macfit thì hỗ trợ cho cái việc mà các bạn tăng cân, tăng cơ uống trước khi mà các bạn luyện tập và thay thế cho bữa phụ. Còn soy protein á, thì hỗ trợ cho cái việc mà các bạn luyện tập tốt hơn, giảm mỡ, tăng cơ uống trước khi mà các bạn luyện tập, hoặc là sau khi mà các bạn luyện tập và thay thế cho bữa phụ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn, mua hàng thì nhớ liên hệ cho mình nha các bạn.